xin giới thiệu là loa sub Yamaha SVK325 hàng Long Thành Hòa Phúc, điện 230V. Đây các bạn xem. Đây là volume nè, đây là cái tần số cắt hai kết nè, đây là chức năng mà tắt nhạc chỉ nghe tiếng bass không nè, đây là chức năng vừa xem phim hoặc là nghe nhạc nè, đây là nút nguồn nè, tắt nè, nút nguồn đây là bạn có thể ứng standby, standby hoặc on ha. Ngoài ra là nó bạn có thể chỉnh được cái dòng điện này, nguồn điện sắp này là chạy được 400 điện các bạn, không sắp đẩy như quá lắp ưu ơn xe lắp đánh chọn rất là uy lực. Sub này các bạn có thể dùng để hỗ trợ những cái dàn nhạc thiếu bass, hỗ trợ xem phim hoặc karaoke, bass thì rất là tốt các bạn. Cái này là dơ thôi, mình thấy cái màn xinh. Cái này là của hàng Đông Thành Hòa Phúc nha các bạn, còn tem của mình Hòa Phúc nè, số series number nè. Đây cái ngõ tín hiệu vào nè. Cái shop này mình bán với giá là 3.8 triệu nha các bạn. Mình bao ship cho các bạn một bước. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.